Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà trong video clip ngày hôm nay. Đây chính là món tôm càng sốt me, thật là ngon và hấp dẫn đúng không cả nhà? Vị chua ngọt của sốt me, mùi thơm của bơ và đặc biệt nước chấm là nước sốt chanh dây sẽ làm cho món tôm càng sốt me cực kỳ ngon luôn. Chính vì thế mà trong clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm hai gia vị thần thánh để kích thích vị giác, đó chính là sốt chanh dây và muối lá é. Sốt chanh dây dùng để chấm các loại hải sản, tôm cua, mực và muối lá é để chấm thịt nướng, gà bò nướng và mực một nắng. Cách làm cực kỳ đơn giản, cả nhà cùng xem nhé. Đây là cây lá é mà mình trồng ở ban công, nhìn khá giống cây quế, nhưng lá của nó có màu xanh nhạt, rất thơm. Lá é này còn dùng để nấu món lẩu gà lá é, bao ghiền luôn đó cả nhà. Trong video clip trước, mình có chia sẻ cách nấu lẩu gà lá é. Bạn nào thích ăn thì hãy xem lại video clip trước nhé. Nếu không rành thì các bạn dễ nhầm lẫn lá é với lá quế mà mình đã từng ăn với phở á. Lá é cũng rất là dễ trồng, bạn nào thích thì nhắn mình cho hạt giống về trồng nha. Lá é nhà mình chưa kịp ăn là đã ra hoa luôn rồi, giờ mình cắt vào và làm muối lá é thôi. Mình đã cắt được một nắm lá é nè, rất là thơm, thơm lắm luôn cả nhà. Thank you.
Vậy mình đã hoàn thành xong hai loại nước chấm là muối la é và sốt chanh dây. Các bạn nên làm sẵn hai loại nước chấm này để dành trong tủ lạnh. Khi cần ăn hải sản, thịt nướng, các bạn có thể đem ra chấm, ăn ngon lắm luôn. Các bạn có thể gia giảm lượng ớt, gia vị tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Nhưng đối với mình thì nước chấm này cay ăn sẽ ngon hơn đó cả nhà. Chúc các bạn thành công nhé! Nếu các bạn thấy video clip này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like và đừng quên chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo. Bye bye!